cả nhà, lại là em Yến đây. Lên clip này để dập tan cái tin đồn là dòng xe nhập khẩu đang rất là hiếm hàng. Đúng thật là hiếm hàng, nhưng mà riêng về cửa hàng nào chứ cửa hàng em Yến là rất là nhiều màu xe cho mọi người luôn ha. Về dòng Sonic thì hiện tại là mọi người đang đồn là giá nó lên cao á cả nhà. Thì hiện tại là bên em đang có hỗ trợ cho mọi người một cái giá rất là nhỉnh luôn. Anh chị cùng em xem hết video, cùng em tham khảo các màu xe để xem giá cả cũng như là chương trình trả góp của dòng xe này ha. Bạn nào đang có nhu cầu mua dòng xe này thì liên hệ ngay cho em để được hỗ trợ giảm thêm từ 1 đến 2 triệu vào giá xe nè. Bên em có thu xe cũ để lên đời xe mới cho mọi người. Ngoài ra ví dụ như mà mình click vào video của em mà mình chưa có nhu cầu mua xe đúng không chị? Người thân, bạn bè có nhu cầu mua xe thì mọi người cứ alo cho em. Em sẽ hỗ trợ thêm tiền cà phê, tiền hoa hồng cho khách hàng nha. Rồi ở đây thì em có một số màu sơn 3D thì cũng sẽ giới thiệu qua cho anh chị luôn. Dòng Sonic nhập khẩu thì sẽ được bảo hành tại cửa hàng em trong vòng 3 năm hoặc 30 nghìn cây tùy trường hợp nào đến trước nha. Còn về màu sơn 3D như thế này bên em lên thì sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị từ 1 năm này đến 1 năm rưỡi. Các trường hợp bong chóc sơn, nổ sơn, lỗi sơn là được sơn lại hoàn toàn miễn phí luôn ha. Rồi thì mình sẽ có màu trắng đen 3D nha cả nhà. Em này thì rất là đẹp luôn ha. Bạn nào mà hỏi em về màu trắng Sonic thì cứ lấy em này là ok nhất nha. Mình sẽ đi tem 3D sơn trực tiếp lên dàn áo xe nè mọi người. Sẽ thêm họa tiết hoạt hình ở đây nha. Mình sẽ có logo Honda đầy đủ của dòng xe này nha. 6 số nè, DOHC ha. Ở sau tem thì mình sẽ còn có 150G nữa cả nhà. Cách phối màu tem rất là đẹp để làm sáng cái màu xe của mình lên nha. Và hiện tại thì em đang lên cho mọi người gần như là tất cả các dòng mâm đều là màu mâm đỏ hết nha cả nhà. Hai em màu trắng này. Rồi, kế bên thì mình sẽ có một em Sonic màu xanh ngọc. Mọi người thấy cái điểm nhấn của con xe này, nhìn vô thì nó sẽ có một bộ ốc chản 3 ha. Cái này là bên em lên phụ kiện nè cả nhà. Anh chị nào thích gắn phụ kiện cho xe, thích đổ thêm đồ chơi xe lên mâm thì mọi người có thể là liên hệ cho em luôn. Em có hỗ trợ giảm cho mọi người thêm 50% nữa nha cả nhà. Và phụ kiện có bảo hành đầy đủ cho anh chị chính hãng nha, mọi người cứ yên tâm ha. Và một cái màu xe rất là hot trong thời điểm vừa rồi, đó là màu xám tím iPhone ha. Cái màu này em đăng lên trên mọi người hỏi rất là nhiều nè. Thì hiện tại các màu 3D bên cửa hàng em, còn những cái màu phía sau nữa anh chị, thì mức giá dao động rơi vào khoảng 50 triệu 900 nghìn đến tầm 52 triệu 900 nghìn. Hỗ trợ giảm cho anh chị 1 đến 2 triệu sang xe khi có liên hệ trước với em Yến trước khi đến cửa hàng mua xe nha. Và ngoài ra thì khi mà khách hàng có nhu cầu trả góp dòng xe này thì mọi người đưa trước tầm 9 triệu giúp em là rước được một em Sonic về rồi nha. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân thôi cả nhà. Và anh chị nào mà ở xa thích dòng xe này, thích những cái màu sơn 3D bên em Yến thì sẽ được hỗ trợ ship xe. Cho nên là mọi người quan tâm cái dòng xe này cứ liên hệ cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình hoặc là kết bạn Zalo cho em nha, để em được hỗ trợ tư vấn cho anh chị kỹ hơn. Và ở clip này thì dòng xe thứ hai em muốn mang đến cho mọi người cũng là một dòng côn tay luôn. Với kiểu dáng thể thao nè, nhỏ gọn, gần như đây là sự lựa chọn của rất là nhiều bạn trẻ hiện nay đúng không anh chị? Thì đó là Raider và Sachia ha. Và đối với dòng Sachia thì em sẽ lên cho anh chị hai phiên bản luôn. Một là Sachia nhập khẩu và một dòng là Sachia chính hãng cả nhà. Rồi, mọi người cùng em xem qua một số màu ha. Ở đây thì em sẽ có một em Sachia chính hãng nè. Mâm là mâm xanh GB nha, màu xanh lục bảo mọi người. Thì hiện tại em này bên em đang bán với mức giá cực kỳ tốt luôn. Cái em xe màu sơn 3D như thế này, lên mâm xanh cho mọi người để làm nổi bật cái mâm xe lên luôn ha. Chỉ có 44 triệu 900 nghìn thôi cả nhà. Liên hệ em mua xe còn được giảm thêm 2 triệu xăng xe đi lại nữa nha mọi người ơi. Rồi mình sẽ có phiên bản thứ hai, đó chính là Sachia nhập khẩu nhập nguyên con từ Indo nha. Bản này thì mình sẽ có rất là nhiều màu sơn 3D, mọi người xem giúp em nè. Em có màu trắng cam nè cả nhà, rồi cam đen tem báo đốm nè, rồi em có màu bạc cam nè. Em này thì cái tem mới thì rất là đẹp ha. Thì cái dòng Sachia nhập khẩu cho mọi người lên màu sơn 3D luôn sẽ là 49 triệu 500 nghìn. Anh chị liên hệ mua xe sẽ được giảm thêm 2 đến 3 triệu luôn nha. Những cái chương trình hỗ trợ mọi người xăng xe đi lại cũng như là thu xe cũ hoặc là mọi người dẫn khách hàng đến cửa hàng em mua xe sẽ được tặng tiền hoa hồng á, là em rất là ưu đãi cho mọi người, giảm rất là sâu luôn. Cho nên là anh chị cần có nhu cầu mua xe nè, cần hỗ trợ tư vấn trả góp thì mọi người liên hệ cho em để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch trước khi đến cửa hàng nha. Những cái màu sơn 3D tại cửa hàng em Yến thì đang còn rất là nhiều màu xe luôn. Nhưng mà ngoài ra thì anh chị quan tâm cái dòng xe nào mọi người có thể là nhắn tin cho em, gửi hình qua cho Yến, Yến có hỗ trợ sơn trực tiếp lên cái màu 3D như mọi người mong muốn luôn ha. Dạ rồi, ngoài những cái vấn đề trên, anh chị đang còn phân vân và thắc mắc về dòng xe nào cũng như là cần tham khảo giá cả và đặt lịch trước mua xe thì mọi người kết bạn số điện thoại bên dưới màn hình giúp em nha, hoặc là nhắn tin, gọi điện cho em đều được nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Yến. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.